Chào các bạn, trở lại với giải bóng lưới. Đây là những gương mặt và đã bị loại ở vòng loại. Và đây là hai gương mặt đang bốn gương mặt đang tiến vào trận chung kết. Tuấn Tài. Một pha bỏ cặp của Tuấn Tài nhưng mà chân đã chạm lưới. Ở bên là tem của Tuấn Tài. Và Văn Khánh đối với Song Lương, Khắc Lương và Văn Lương U19 Việt Nam. Tỷ số bây giờ là 2-1. Đây là ngày hồi bóng lưới của đội bóng Sông Lam Bình An. Bên kia là có cặp Văn Tiến, Phú Nguyên đối với hai cầu thủ trẻ Văn Thành. Tuyệt vời. Vừa rồi là pha bỏ bóng bằng ngực của Tuấn Tài rất là yêu nghệ. Các bạn vào xem thì hãy cho 10.000 pháo like, subscribe và xem những trận đấu siêu kinh điển. Khắc Lương không làm gì được. Tiếp tục là pha bóng bỏ giỏ bằng ngực của Tuấn Tài. Vừa rồi là pha dribble của Khắc Lương nhưng bóng vọt sang ngang. Xin lỗi các bạn, đó là bóng ra ngoài sân. Tỷ số bây giờ là 11-1. Tỷ số là 11-1, rất là ngang tài và không ngang sức. Bên là sức mạnh phi thường, bên là sức trẻ. Tỷ số đây là 12-11. Vừa rồi là pha đánh đầu uy lực nhưng bóng ra ngoài của Văn Khánh. Tỷ số bây giờ 13-11. Hai đội sẽ đổi sân và thi đấu không hiểu ý nhau giữa Tuấn Tài và Văn Khánh. Khắc Lương. Một pha đạp bóng rất hay của Khắc Lương. Bóng ngoài sân. Vừa rồi là cầu thủ băng áo đỏ Văn Lương đã giao bóng ra ngoài sân. Và điểm đổi cho tem Tuấn Tài. Văn Khánh có chiều lợi thế chiều cao nhưng Văn Khánh chỉ dùng đầu gõ nhẹ bóng đá qua sân. Tỷ số bây giờ là 13-15. Cách biệt bây giờ chỉ còn 2 điểm. Chúng ta chấp bóng. Tuyệt vời. Vừa rồi là pha gật đầu bóng vào góc xa cuối sân của Văn Lương. Tỷ số là 16. Điểm đổi. Pha giao bóng không qua lưới của Văn Lương. Tuấn Tài tiếp tục giao bóng. Tỷ số 14-16. Các bóng lưới thì luật lệ là hai chạm trở lên các bạn nhé. Và mới xét là chỉ có 21 điểm. Và đội nào lên 21 điểm, cách biệt 2 điểm là sẽ giành chiến thắng. Và bên này là cầu thủ giữa tem Phú Nguyên, Văn Tiến đấu với Sĩ Nam và Trung Rui. Trận nào cũng hay. Mình sẽ ưu tiên phát trực tiếp các bạn xem trận đấu siêu kinh điển giữa sức trẻ và sự kinh nghiệm giữa tem Tuấn Tài, Văn Khánh và Song Lương, Khắc Lương và Văn Lương. Hai cầu thủ Văn Lương đang là lứa tuổi U19.
Tiếp tục Tuấn Tan giao bóng. Tuyệt vời. Vừa rồi là pha đập bóng của Văn Lương, nhưng Tuấn Tài vẫn cứu được bóng. Tỷ số vẫn bây giờ vẫn là 17-18. Cách biệt chỉ còn một điểm. Mười chín mười bảy. Văn Khánh. Ngoài mẹ đâu rồi? Vừa rồi là pha hãm đầu không thành công của Văn Khánh. Anh rất là nối tiếc. Tỷ số là 20-16. Còn một điểm nữa là kết thúc trận đấu. Thưa các bạn, đấy là trận đấu này sẽ kéo dài C25 các bạn nhé, không phải là 21 C25. Đây là luật cho các bạn chơi giao cho, không phải là luật cố định các bạn nhé. Tỷ số bây giờ vẫn là 17-21. Vừa rồi là pha bỏ bóng bằng ngực rất là điều nghệ của Tuấn Tài. Tuấn Tài có đôi chân rất là dẻo. Tuyệt vời. Văn Khánh vừa rồi có pha bóng bỏ bóng lỡ chớn làm đồng đội, làm cho đối phương không biết đường nào mà lần. Tỷ số là 18-11-21. Có thể đây là một pha lội ngọc trong. Hai cầu thủ bên này không hiểu ý nhau. Để bóng rơi tự do. Không được. Văn Khánh hôm nay có cảm giác bóng không được tốt. Trong sân. Tỷ số là 24-18, 24-19. Chỉ còn một điểm số nữa là kết thúc trận đấu. Chín bốn, bá mấy chứ thầy? Tiền đây, bóng đây. 20-24. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Một pha bỏ bóng bằng ngực, bóng lăn qua lưới khoảng 3 giây mới rớt xuống sân. Và tỷ số bây giờ vẫn là 21-24. Điểm số cách biệt 3 điểm. Có thể kéo có một pha ngồi gục giọng hay không. Là một điểm số nữa dành cho Tem Tuấn Tài. 22-24. Tuấn Tài đang giao bóng. Bóng hai chạm rồi. Và kết thúc trận đấu, sức trẻ Văn Lương và Khắc Lương đã giành chiến thắng 25-22. Dâm cho biết chiều nay Việt Nam thi đấu, anh có bình luận thế nào không? Việt Nam Việt Nam vô địch. Việt Nam sẽ giành trước không? Thắng Indo với tỷ số bao nhiêu? 1-0. 1-0 á? Anh có dự đoán được cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam không? Hoàng Đức đi. Hả? Hoàng Đức. Hoàng Đức sẽ ghi bàn hả? Hoàng Đức sẽ ghi bàn. Rồi, Việt Nam sẽ vô địch. Đấy vào anh em ơi. Cảm ơn sự chia sẻ và nhiệt huyết của.
các bạn xem thấy hay thì hãy cho mình một like, subscribe, đăng bật chuông để theo dõi những clip tiếp theo của Mạnh Trần nhé. Và video của Mạnh Trần là một video giải trí cho các bạn xem, đặc biệt các fan hâm mộ bóng đá Sông Lam Ngan trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như ở các bạn ở nước ngoài theo dõi những lúc giải trí để biết tình hình đội bóng quê hương, các cầu thủ trẻ tập luyện gian khổ như thế nào. Vâng, clip của Mạnh Trần đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye.